Cùng với cô Tuấn đó nè, cô Tuấn chào mọi người nè. Mọi người chào sao? Năm mới rồi có lì xì cho mọi người không? Qua Tết rồi không có lì xì đâu, Tuấn nói vậy đó. Đây, em mọi người chơi câu cá. Hôm nay cô Lì và cô Tuấn cùng nhau thử thách câu cá xem ai được nhiều nhất nè. Rồi chơi câu cá chạy bim. Wow, bây giờ mở hộp mình chơi nha. Mọi người xem kỹ nè. Đây là vỉ câu cá chạy biên. Chú hình chú gà con. Chú không phải chú gà con mà là chú gà trống. Wow. Có mấy con đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 con. Tổng cộng có 15 con cá. Wow, chú gà trống mang trong mình 15 con cá. Giới thiệu lắp pin. Rồi bây giờ cô Tuấn sẽ móc đồ dây ra. Cô Tuấn móc đi, móc ra mình cùng nhau chơi thử thách nào. Cô Tuấn không biết bảo. Cô Tuấn cười bắp. Tuấn phải nhập sức mạnh lên đó, té luôn. Wow, câu cá chạy biên, câu cá cùng cô Tuấn. Đẹp quá. Wow, đã chưa? Các bạn xem nè. Đó. Wow. Thôi mắt chú gà thôi chứ. Hộp gà đó. Wow. Cái này cần câu. Đúng, có đúng 2 cây luôn. Vậy là cô Tuấn và cô Lì cùng nhau thử thách được rồi. Ai thua sẽ phải bị búng lỗ tai, vuốt mũi, phòng má, búng vô má nữa. Thôi giờ chơi bạo lực đi. Giờ mình chơi này nè. Ai thua sẽ cởi quần ra chạy vòng vòng. Chơi không? Cô Tuấn không dám chơi. Rồi cô Tuấn tháo cây này ra rồi. Tháo đi cần câu ra mới câu được. Đó. Wow. Hoàn thành. Bây giờ làm sao nữa? À phải lắp pin. Mình chưa có pin, mình phải lắp pin. Đổ cá ra. Wow, con hổ giữ cá, chừng cá nó bơi hết bây giờ. Này, quá trời luôn. Bây giờ cô này phải tháo pin nha, lắp pin. Nè, chỗ này có tháo pin nè. Giờ mình phải tháo ra. Ý, ở sẵn rồi, trời ơi. Cần lắp pin vô. Lắp thêm một cái nữa. Đó là xong rồi. Giờ gắn này lại. Hạ xuống. Mở lên cho các bạn xem nè. Sao nó không quay? Bị kẹt cái gì rồi? Cô Lì sửa xong rồi. Sửa xong rồi giờ chạy nè. Cô Lì mở lên nha. Đâu rồi? Từ nay đi cô ca. Về nhà má. Lên cờ. Mở vô. Ok con cua. Cô Tuấn đang bỏ đồ vô. Bỏ cá vô để câu cá. Có nhạc nghe luôn. Ok con cua. Ok con cua. Cần câu. Giờ cô Lì và cùng với cô Tuấn chơi câu cá nha. Xem coi ai câu được nhiều nhất. Chuẩn bị nè. 3, 2, 1.
tuổi chưa có con nào hết. Hạp dính con nữa. Rồi xe hạp xuống đi. Đó, các bạn thấy rõ chưa? Ô kìa con cua, cô bỏ lấy một con thôi. Học rồi. Học nữa. Còn có một con thôi các bạn.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Cu Lì. Hẹn gặp lại các bạn những video lần tới nha.